vị, liên quan đến sai phạm trong việc quản lý đất đai, ngày 18 tháng 3, Cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sau khi khởi tố, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đến khám xét nhà riêng ông Tuấn để thu tài liệu và chứng cứ để điều tra vụ việc. Cùng ngày, lãnh đạo Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xác nhận, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đến nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn tại số 85 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, thành phố Đà Nẵng để khám xét, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu năm 2012, ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng thành phố. Cũng trong ngày 18 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố các cán bộ khác ở Đà Nẵng, trong đó có ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý Khai thác đất thành phố Đà Nẵng. Được biết, ông Thống từng bị Ủy ban Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật vào tháng 7 năm 2018 bằng hình thức cảnh cáo. Qua đó, ông Thống có những sai phạm trên trong quá trình tham mưu bán sân vận động Chi Lăng cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh. Vào tháng 10 năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý bán sân vận động Chi Lăng cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng dự án khu phức hợp tầm cỡ.